Trong đêm tối tĩnh mịch tại một bãi chiến trường đổ nát, người lính đặc nhiệm đang đơn phương độc mã tiến vào lòng địch mà không thèm chờ viện binh đến. Anh đeo một chiếc kính đặc biệt cho phép nhìn trong đêm rồi từ từ đi vào trong tử địa, ở dưới hầm là vô số xác người chết trong tình trạng chết không nhắm mắt. Chưa kịp định thần thì trong gương thình lình xuất hiện hình ảnh nhiễu của một sinh vật bí ẩn trông như một bóng ma. Đột nhiên nó lao nhanh về phía người lính rồi biến mất. Sau đó, tất cả những gì chúng ta thấy còn lại chỉ là cái xác nằm bất động của anh ta. Để biết được hung thủ đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát này, quân đội đã phải cử người tới để điều tra thêm về nó, nhưng kết quả ra sao thì vẫn còn là ẩn số. Anh tiến sĩ trẻ tuổi này tên là Mark đang tiến hành thí nghiệm trên phát minh mình vừa sáng chế ra trước sự chứng kiến của nhiều nhà khoa học khác. Đó là một tia sáng kỳ lạ có khả năng phá hủy một tảng băng chỉ trong vòng một nốt nhạc. Sau đó tiến sĩ Mark được đồng nghiệp thông báo rằng Bộ Quốc phòng đang cần anh gấp nên tiến sĩ tức tốc lên máy bay để đến căn cứ gặp chỉ huy. Khi đến nơi anh được xếp cho xem đoạn băng ghi hình của những người lính đã trực tiếp đối đầu với thực thể siêu nhiên vô hình tại đất nước Moldova. Nói sơ về tình hình chính trị ở quốc gia này, nó đang chìm trong hỗn loạn khi tàn dư quân đội của chế độ độc tài đã bị lật đổ đang đứng lên nổi loạn. Bên còn lại chính là người dân đang chống lại chế độ quân phiệt và yêu cầu một chính phủ mới. Với kinh nghiệm dày dặn, mắt chỉ cần xem sơ một đoạn thôi cũng nhận ra điều bất thường trong đoạn băng, và đó chính là một thứ gì đó rất giống bóng ma đang đứng cạnh chiếc xe tăng. Sau đó, chàng tiến sĩ được người phụ nữ tên Madison đưa đến một cơ sở bí mật, nơi anh được xem tài liệu mật về những xác chết mà dù có mổ tử thi cũng không thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Tất cả những gì họ thấy là nội tạng người chết bị đông cứng, còn da thì bị cháy xém. Để làm rõ chân tướng của thực thể siêu nhiên này, tiến sĩ Mark lôi từ trong hộp ra một máy quay phổ quang có thể ghi lại hình ảnh của bất kỳ vật thể hữu hình hay vô hình nào. Anh được chỉ huy cứ đi thực địa cùng với đội đặc nhiệm Delta và dùng máy quay đó để hỗ trợ công tác điều tra. Khi đến căn cứ lắp máy quay vào xe thì nam chính vấp phải sự phản ứng gay gắt của các anh lính ở đây. May thay đại úy Cabeza đã xuất hiện kịp lúc để giải ngố cho các chiến hữu của mình. Theo lời anh chọc thì chính tiến sĩ Mark là người đã chế tạo ra chiếc xe này và mọi thiết bị công nghệ mà đội Delta đang sử dụng, kể cả bộ giáp nhẹ đến nỗi đeo như không có của họ để bảo vệ hai trái dứng của mình. Sáng hôm sau, cả đội chuẩn bị một chiến dịch giải cứu đội quân Utah đang bị mắc kẹt trong một khu phố do phiến quân kiểm soát. Ba chiếc xe bọc thép lao thẳng vào thành phố hoang tàn do hậu quả của khói lửa triền miên. Khi đến địa điểm tập kết, họ lập tức xuống xe và mở cửa tiến vào. Họ cứ thế chia ra từng nhóm nhỏ đi vai kề vai vào sâu trong tòa nhà nhưng không thấy bất kỳ tên địch nào. Ngược lại, họ phát hiện hai xác chết, một của đồng đội và một của quân nổi loạn, cả hai đều tử vong một cách bí ẩn. Đội quan sát nhìn thấy một vật thể lạ nấp bên dưới cái bồn nằm trong đống đổ nát nên các anh lính tiến tới gần để kiểm tra thử. Họ bao vây lấy nó rồi mở lên cùng lúc, thì ra đây là anh lính sống sót cuối cùng trong đội Utah, những người đồng đội của anh đã hy sinh ở trên mái nhà. Đúng lúc này, một đội khác đang lùng sục ở phía trên gác mái nơi có vô số xác chết nằm ngổn ngang. Như thường lệ trong phim Mỹ thì sẽ có một anh da đen làm điều gì đó ngu ngốc và bị bắt lẻ. Lần này chính là anh lính đi một mình vào căn phòng tối này đây. Trước mặt anh chính là bóng ma bí ẩn, nhưng anh không thể nhìn thấy nó bởi chiếc kính ở mũ quá cùi mía. Nó quay lại nhìn anh nên chỉ huy ra lệnh nổ súng. Bất ngờ là những viên đạn bay xuyên qua cái bóng và găm vào tường như thể anh lính đang bắn vào không khí vậy. Trong khi cả bọn chưa kịp đưa ra kết luận hay chỉ dẫn tiếp theo thì anh da đen cũng lại một kết cục tương tự như những người đi trước. Đó là lăn đùng ra chết khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ huy yêu cầu tất cả kéo lên trên để hạ gục bóng ma đó, nhưng ba người lính chưa kịp làm gì thì đã phải lên bảng đếm số. Những người tiếp theo cũng chịu chung số phận trừ nhóm này vì một trong số họ đã phát hiện ra cái bóng. Họ lập tức tắm mưa đạn cho con ma nhưng nó chả thèm né đạn mà lướt qua lướt lại vài vòng là hai anh lính đã gục. Bây giờ thế cờ đã đảo ngược vì nó đang chủ động đi săn những người còn lại. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, Mark bảo cả đội rút lui và mang theo anh lính bị thương trước khi bóng ma làm gỏi cả đội. Họ làm tất cả mọi thứ kể cả ném lựu đạn nhưng kẻ thù cứ thế mà lướt đi như một cơn gió, chúng người nào là người đó lăn ra chết. Bây giờ cả đội chỉ còn 5 thành viên đang cố gắng bỏ chạy ra khỏi nơi quái quỷ này nhanh nhất có thể. Họ đu dây từ trên cửa sổ xuống thế nhưng khi người cuối cùng định nhảy xuống thì bóng ma đuổi tới và giết anh ngay lập tức. Tiến sĩ Mark chớp lấy thời cơ leo lên nóc xe để ghi hình con quái vật đang truy cùng diệt tận đội đặc nhiệm. Giờ đây ta có thể thấy rõ hình hài của nó không khác gì một bộ xương khô đang bốc khói trắng. Đại úy Cabeza quan sát thấy kẻ thù liền vác cây súng phóng lựu lao ra bắn về phía nó. Vụ nổ làm chấn động cả một khu nhưng lại chả làm linh hồn kia chảy chóc một tí nào. Trong đống đổ nát, nó điên cuồng lao tới anh và chỉ vài tích tắc, người chỉ huy đáng kính đã gục xuống. Những người cuối cùng trong đội chạy từ phía cửa ra cũng bị nó bón hành không thương tiếc. Cả đội xúm nhau bỏ chạy thục mạng về phía xe thiết giáp trước khi tử thần gọi tên mình. Khi đang lăn bánh trên đường thì xui xẻo vẫn không ngừng đu bám khi hai chiếc xe thiết giáp đi vào bãi mìn của lũ phiến quân nổi loạn và nổ tung rồi lật về một phía. Hậu quả là tài xế và anh lính được cứu mạng cũng là nhân chứng cuối cùng ở gần với con ma nhất đã tắt thở. Tiến sĩ Mark nhanh tay tháo chiếc máy quay rồi đi theo những người còn sống. Họ rút lui tới một nhà kho cũ chứa đầy sắt vụn để bắt liên lạc với sở chỉ huy rồi tìm đường thoát.
Kính phổ quang của cả nhóm đều bị hư hại sau vụ nổ đó nên họ sẽ vác máy quay đến chỗ cao hơn để quan sát. Thì ra xung quanh họ không chỉ có một bóng ma mà chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Dường như những thực thể này đang bị giữ chặt bởi một loại cát đen kỳ lạ và đó chính là mặt sắt tinh khiết. Cô nàng Madison kết luận rằng có ai đó đã giải nó làm rào chắn chống lại lũ linh hồn tàn ác, vì thế họ chia nhau ra tìm người đã làm việc này, có thể anh ta là chìa khóa giúp quân đội tiêu diệt kẻ thù. Cả nhóm tiến đến gần một cánh cửa, nhưng khi anh lính định mở cửa ra thì đạn bắn tới tấp từ phía trong. Thế là bom mù được ném vào trong rồi họ xông vào. Bất ngờ thay bên trong căn phòng chỉ có hai bé gái nước ngoài đang run cầm cập. Người nổ súng lúc nãy chính là cô bé này vì nó chỉ muốn bảo vệ em trai và cũng là người thân cuối cùng của mình. Trong lúc mọi người đang bàn bạc về kế hoạch rút lui thì tiến sĩ Mark phát hiện ra xung quanh nơi này toàn là mặt sắt, thứ được người cha quá cố của hai đứa nhỏ giải khắp nơi để bảo vệ gia đình mình khỏi thế lực hắc ám đang nhờn nhơ ngoài kia. Thế là bọn họ bắt tay và làm bom tự chế chứa đầy mặt sắt để chống lại những bóng ma. Ngoài ra anh tiến sĩ còn nghĩ ra cách biến chiếc máy quay thành một cái đèn pha cỡ đại để soi từng lỗ chân lông của những thực thể bí ẩn kia. Bình minh ló dạng cũng là lúc các linh hồn chờ đợi cho cuộc đi săn quy mô lớn. Khi cả đội của Mark chuẩn bị rút lui, toàn đội bắt đầu di chuyển ra con đường bên cạnh tòa nhà, nhưng chưa được bao nhiêu bước thì kẻ thù đuổi tới. Một anh lính dùng súng phóng lựu bắn ra những quả lựu đạn chứa đầy mặt sắt, nhưng chỉ giữ chân được một bóng ma. Tiếng nổ càng làm bọn chúng điên tiết hơn. Đám linh hồn lướt đi rất nhanh và né cũng rất khéo nên súng đạn bình thường khó mà bắn chúng. Cuối cùng một anh lính đã phải nằm xuống vì những linh hồn đuổi đến quá nhanh, nhưng may thay những người còn lại cũng đã kịp tắm mưa bom mặt sắt cho chúng. Khi đến chỗ chiếc xe buýt cháy đen, chiếc đèn dọi bỗng nhiên giờ chứng không sáng nữa, cho nên giờ đây họ phải chiến đấu mà không nhìn thấy kẻ thù ở đâu. May mắn thay quân cứu viện đã đến với những chiếc đèn soi siêu to khổng lồ được lấy từ chỗ của bà Tân Vlog, có điều họ không biết rằng người cần họ cứu đang ở trong chiếc xe buýt. Những quả đạn pháo được giã liên tục vào kẻ thù mà họ không biết rằng chúng miễn nhiễm với súng đạn. Thế là những bóng ma cứ thế tàn sát tất cả quân cứu viện, và có một con mạnh đến nỗi một mình phá banh chiếc xe tăng kiên cố. Cậu bé đi theo cùng đội của Mark trong lúc lọ mọ tìm dây chuyền của người cha quá cố đã bị bóng ma sát hại trước sự bất lực của mọi người. Cuối cùng trực thăng cũng đến và làn gió mạnh đang cản bước những linh hồn tàn ác. Mark thấy thế liền rút dây đai chứa đầy bom mặt sắt đập xuống đất để đảm bảo bọn chúng không thể đuổi theo. Có điều hiện tại họ không thể quay trở về căn cứ vì nơi đó đã bị kẻ thù tấn công, nên phi công sẽ đưa cả nhóm đến hầm trú ẩn. Vừa đáp xuống thì đội đặc nhiệm chạm trán với quân địa phương nơi đây và cả hai đều chĩa súng vào nhau. Nhờ cô nàng Madison biết hai ngôn ngữ giảng hòa nên họ tránh được đổ máu không đáng có. Tất cả thường dân lẫn binh lính đang trú ẩn trong căn hầm, kể cả vị tướng lĩnh cấp cao của họ. Ông cho biết căn cứ đã bị những bóng ma càn quét không thương tiếc và tổng số quân 240 người giờ đây chỉ còn 14 người sống sót. Trong lúc những người lính bốc đồng đang cãi cọ về kế hoạch tiếp theo, tiến sĩ Mark đã phát hiện ra một bí mật động trời. Theo lời của nam chính thì thứ đã giết vô số sinh mạng không phải là bóng ma mà là vũ khí do con người tạo ra, và nguồn cơn của thảm họa bắt nguồn từ một máy điện trong khu vực. Vì thế anh đã đề xuất một kế hoạch chế tạo vũ khí vô tiền khoáng hậu để có thể tiêu diệt kẻ thù. Tất cả mọi người lao ra ngoài trời mưa để đem các kiện hàng và bắt đầu công cuộc chế tạo vũ khí hóa mọi thứ làm bằng kim loại trong căn hầm trú ẩn. Ngày hôm sau, toàn bộ lực lượng được triển khai đến nhà máy điện để tìm cách ngăn chặn thảm họa diệt vong khi số lượng bóng ma đang tăng lên theo cấp số nhân. Một chú chó người máy cũng được mang theo đóng vai trò như chiếc đèn soi di động. Đội đặc nhiệm thiết lập một khẩu súng khổng lồ để đối mặt với các bóng ma. Một phát súng năng lượng khủng khiếp được phóng ra khi một linh hồn hung hãn đang tiến đến với tốc độ chóng mặt khiến nó bốc hơi trong nháy mắt. Biết được vũ khí mới đã thử nghiệm thành công nên đội thứ hai lập tức xâm nhập trực tiếp vào nóc nhà máy bằng đường trực thăng. Sau đó họ đu dây xuống dưới, nhưng chân vừa chạm đất thì các hồn ma cũng hiện ra đeo bám không ngừng. Đội hai ra sức đáp trả, nhưng có vẻ như những linh hồn kia nằm ngoài phản xạ và súng đạn của con người nên họ không thể diệt được nó. Hậu quả là cả nhóm bị tách ra, Mark và Madison đi chung rồi mở cửa hầm tiến vào. Họ phát hiện đây là nơi sinh ra các linh hồn bằng cách sao chép vóc dáng của con người rồi in ra bằng quá trình ngưng tụ. Khả năng ngôn ngữ của Madison lại được thử thách khi cô phải đọc hướng dẫn sử dụng trên cỗ máy bằng tiếng nước ngoài. Tiếp đến, Mark leo lên cỗ máy điều khiển để tiến hành mở những cánh cổng theo cách thủ công. Trong lúc anh đang cố gắng hết sức thì những chấn động từ cuộc chiến bên trên mặt đất làm cho cửa kính nhà tù nhốt các bóng ra nứt ra và một con đã bay ra ngoài. Nhưng với phản xạ nhạy bén, Madison đã nhanh tay tiện nó về chầu Diêm Vương bằng một phát súng năng lượng. Một con ma khác lao đến và chỉ còn cách khoảng vài centimet nữa thôi. Mark suýt chút nữa cũng phải lên bảng đếm số, nhưng may mà có người đồng đội đáng đồng tiền bát gạo mà anh đã thoát chết trong gang tấc. Phía bên trên quân đội đang thất thế khi kẻ thù đột nhiên hồi sinh và trở thành một cơn lốc cuốn bay tất cả mọi thứ xung quanh. Chỉ huy của họ đã nạp nhiều thanh năng lượng cùng một lúc rồi nã một phát cực đại về phía lốc xoáy ma quái khiến anh bật tung về phía sau. Cơn địa chấn đã phá hỏng các cửa kính và giải thoát các bóng ma. Trong lúc đó tiến sĩ Mark dùng hết sức của mình để kéo phăng cái cần gạt công tắc làm cho những hồn ma ngay lập tức tan chảy thành nước.
Cuối cùng, cặp đôi tiến sĩ phát hiện những thực thể này là người thật nhưng bị mắc kẹt đâu đó giữa sự sống và cái chết nên bị đem đi làm thí nghiệm. Vì vậy, thay vì phá hủy toàn bộ phòng thí nghiệm thì họ quyết định rút máy dẫn oxy để giải thoát cho những linh hồn tội nghiệp. Cuối cùng, những ác ma cũng đã tan biến, không thể sát hại ai nữa cả. Tetra là một bộ phim hành động viễn tưởng với đề tài thú vị về phổ quang và năng lượng vật lý. Nó cho chúng ta nhìn thấy một viễn cảnh chết chóc khi mà vũ khí sinh học do những thế lực ngầm phát triển lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát của những nhà khoa học. Đó quả thực không khác gì ngày tận thế của loài người.